Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sân gôn Phan Thiết thách thức lò của ông Nguyễn Phú Trọng, bài viết của Phan Bình Minh. Như chúng tôi đã giới thiệu các chương trình trước trước đây về những phần đầu của bài viết này. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn những phần tiếp theo của bài viết này. Sân Gôn phan thiết đẳng cấp quốc tế biến thành khu đô thị một dự án rút ruột tài nguyên đất đai mà về quy mô thiệt hại cho lợi ích quốc gia vào năm 2014 tính bằng tiền là hơn 7.000 tỷ Việt Nam đồng không thua kém gì vụ AVG và mobile phone. Như vậy thì trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về ông Ba x Nguyễn Tân Dũng người mà cựu thủ tướng đã từng về vườn và làm người tử tế đến nay không biết ông Nguyễn Phú Trọng có dám lôi 3 X Nguyễn Tân Dũng vào lò thành củi hay không. Như một canh bạc và đúng là một ván bài, đã đến lúc sân gôn Phan Thiết cần ngửa bài lật tẩy sòng phẳng, định danh rõ ràng những người trong cuộc chơi nếu không phần nhô lên của tảng bằng sẽ tan ra và chìm hẳn. Gần đây hàng trăm bài báo đưa tin Thủ tướng yêu cầu giả soát lại việc chuyển đổi sân gôn Phan Thiết tra Google trong đó có nội dung đặc biệt là kiểm tra có hay không việc lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của công ty cổ phần Dạng Đông trong khu dây, khu du lịch biển Phan Thiết cho thấy đang có khả năng chỉ cắt phần ngọn được sắc phong anh hùng lao động là Nguyễn Văn Đông có kim bài miễn tử đồng thời sau một nhiệm kỳ 5 năm 2007 đến 2011 làm đại biểu quốc hội đại diện tối cao cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tỉnh Bình Thuận cùng với quyền giám sát của cơ quan lập pháp, người anh hùng lại tiếp tục quan hệ với quan chức cấp cao tạo ra chiếc áo giáp truyền thông lực mềm, bảo vệ chắc chắn để chống lại dư luận và luật pháp. Chính vì vậy mà Nguyễn Văn Đông mới tự tin cầm cái ván bài gần 20 triệu đô la. Vừa kinh doanh sân golf Phan Thiết được nửa tháng, Nguyễn Văn Đông báo lỗ và xin chuyển sang đất ở đô thị. Câu hỏi đặt ra là Nguyễn Văn Đông đã biết lỗ trước khi mua sân gôn chưa? Và trả lời khẳng định luôn đã biết lỗ nhưng vẫn mua. Thứ nhất đây là hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp chủ sở hữu sân gôn nên tất cả các báo cáo tài chính hoạt động sản xuất kinh doanh hồ sơ về đầu tư xây dựng vân vân Nguyễn Văn Đông đã xem xét trước khi chuyển nhượng 100% vốn điều lệ doanh nghiệp. Thứ hai, dạng Đông cũng đang kinh doanh sân gôn Silings bên cạnh sân gôn Phan Thiết nên khả năng xác định doanh thu và hiệu quả kinh doanh của sân gôn Phan Thiết. Thứ ba, các nhà đầu tư sơ cấp góp tiền ban đầu với Nguyễn Văn Đông cũng đã khẳng định đồng huy động vốn là mua sân gôn là để phân lô bán nền. Nguyễn Văn Đông lưu manh ở chỗ mua doanh nghiệp đang thua lỗ liên tục nhiều năm của nhà đầu tư trước đó rồi thông tin lên là công ty của mình bị lỗ nhiều năm trời làm lý do đưa ra dự luật thông cảm và đồng thuận rồi cùng với tỉnh Bình Thuận nhất trí bỏ sân gôn xây đô thị. Xem trích văn bản số 204 BC trên TH RD ngày 24 tháng 12 năm 2013 của công ty Giảng Đông gửi cho các cơ quan chức năng trong tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, cũng đặt câu hỏi nếu dạng đông tiếp tục kinh doanh sân gôn phan thiết thì có lỗ không? Câu trả lời luôn, không lỗ. Bởi lẽ, thứ nhất, các hội viên đã chấp nhận chi 200.000 đô la cho công ty cổ phần dạng đông mỗi năm để bù lỗ. Thứ hai, lúc này dạng đông độc quyền kinh doanh luôn cả sân gôn Sea Links và phan thiết không còn cạnh tranh khốc liệt như hai đối thủ nữa. Sự độc quyền tất yếu sẽ tạo ra gia tăng doanh thu cho cả hai sân gôn. Thứ ba, Cô luật sư đại diện cho hội viên đề nghị nếu như công ty cổ phần dạng đông không có khả năng tiếp tục hoạt động sân gôn, đề nghị công ty chuyển nhượng cho chủ đầu tư khác, nhưng Nguyễn Văn Đông vẫn chọn phương án đóng cửa sân gôn. Hồ biến sân gôn biến thành khu đô thị là mục tiêu chung. Nêu ra lý do vì kinh doanh thô lỗ phải chuyển đổi sang đất ở đô thị là một sự dối trá. Nói thẳng ra là Nguyễn Văn Đông không muốn để cho sân gôn phan thiết nữa, phải xóa bỏ để phân lô bán nền nên đã đơn phương quyết định chuyển 189 hội viên qua sân golf Sea Links chơi với lời lẽ thách thức là muốn thì cùng nhau ra tòa. Mà ra tòa, Nguyễn Văn Đông biết chắc không thua bởi Đông nắm hành pháp và cả hệ thống tư pháp của tỉnh Bình Thuận. Và cùng lắm thì trả lại tiền mua thẻ hội viên. Vẫn lãi chán. Chính vì vậy, cùng với sự hậu thuẫn của chính quyền tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Văn Đông đã trả lời báo chí một cách ngạo mạn một sản phẩm lỗ thì không ai mua. Làm gì? Tuy nhiên, nếu hỏi ngược lại Nguyễn Văn Đông và chính quyền tỉnh Bình Thuận đã biết sân gôn lỗ rồi thì mua để làm gì? Thứ hai, trước đó nửa tháng tại sao trong giấy phép chứng nhận đầu tư ghi rõ mục đích là xây dựng và kinh doanh sân gôn đạt tiêu chuẩn quốc tế và các công trình phục vụ kèm theo khi tỉnh Bình Thuận cho dạng đồng nhận chuyển nhượng sân gôn? Thứ ba, nếu như sân gôn thua lỗ tại sao không chọn phương án chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư khác? Đoàn đi Nga được ngân sách tỉnh Lạng Đông tài trợ từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 9 tháng 9 năm 2013. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Đông thực hiện huy động vốn và xúc tiến mua 100% cổ phần đầu tư Sân gold. Đến ngày 15 tháng 11 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Sân Gôn Phan Thiết cho Dạng Đông và ngày 2 tháng 12 năm 2013, Dạng Đông làm văn bản xin chuyển Sân Gôn thành đất ở đô thị danh sách 6 quan chức tỉnh Bình Thuận từ trái sang phải đó là Hoàng Đình Nghĩa, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Bắt bo số S1050385. Thứ hai là Hồ Dũng Nhật, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, bắt bo số B5692642. Thứ ba, Nguyễn Ngọc Phước, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, bắt bo số S1114073 thứ tư Đào Ngọc Nghĩa, Phó Giám đốc Công an tỉnh passport số s 1125763 Thứ năm Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, hộ chiếu số S1085396, em ruột bí thư tỉnh ủy Huỳnh Văn Tý. Thứ sáu Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, hộ chiếu số S1114073. Ghi chú những người như Đại tá Phạm Thật, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Phu nhân Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Tiến Phương được tỉnh Dạng Đông bố trí đi Mỹ trong đoàn khác. Nguyễn Văn Đông dù cho có tráo trở lật lọng của anh hùng lừa đảo, lành mưu, cỡ nào đi nữa cũng không thể phân lô bán nền cả 62 hecta đất sân gôn được mà phải có sự đồng lõa giúp sức tích cực của một số quan chức cấp cao của tỉnh Bình Thuận làm việc cho tỉnh Dạng Đông. Dưới sức ép của dư luận mạng xã hội đặc biệt là sự kiện kiên trì đeo đuổi làm rõ vụ việc ông Đinh Trung, Phó Thủ tướng, Thường trực Trương Hòa Bình phải yêu cầu thanh tra chính phủ kiểm tra ra soát lại việc chuyển đổi sân gôn phan thiết sang khu đô thị, kiểm tra việc lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đô thị du lịch biển phan thiết. Tuy nhiên, những góc khuất quan hệ phía sau của các văn bản, bản hành chính thì cơ quan thanh tra thường đồng cảm bỏ qua. Ông Đinh Trung Nguyên Ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận 1992 đến 2000. Trong đơn đơn phản ánh và đề nghị ngày 2 tháng 1 năm 2019, ông đã viết đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết Việc xóa sổ sân gôn chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất, định giá đất, đấu thầu xây dựng các công trình công cộng, đồng thời xem xét mối quan hệ giữa lãnh đạo tỉnh, ủy ban dân tỉnh với công ty cổ phần dạng đông, có kết luận công khai minh bạch nếu có vi phạm, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan. Trong cuộc cuộc chống tham nhũng của các nhóm lợi ích, thường nghe câu hỏi chứng cứ đâu, chẳng quốc gia nào như Việt Nam chống tham nhũng như bắt ngoại tình, phải thấy tại trận trai trên gái dưới cùng ở chuồng mới chịu là thông dâm. Nói thẳng là quan chức có nhà đất nhiều biệt thự to đi du lịch, con cái ở học đi du học ở nước ngoài đa số đều từ nguồn tiền tham nhũng. Tham nhũng trong các dự án tham nhũng do mua bán ghế, tham nhũng từ rút ruột tài nguyên. Còn cơ quan nội chính thì tham nhũng từ sự bảo kệ bảo kê cho tham nhũng. Những đại gia phạm luật khi quốc hội chưa quy định xử lý tài sản bất minh vào luật thì quan chức tha hồ tham nhũng móc ngoặc, ăn xong chùi mép sạch sẽ, tài sản của chìm của nổi đó chẳng ai làm gì được. Hơn 70% đại biểu quốc hội hết thời gian họp rồi về nhà, việc lại ở địa phương và các bộ ngành thuộc hành pháp, tư pháp và cũng hưởng đủ các đặc quyền đặc lợi. Không ngu mà họ lại biểu quyết xử lý tài sản bất minh trong đó có bản thân. Ông Nguyễn Hòa Bình là một ví dụ đố ai dám làm gì ông này và còn nhiều ông bà khác nữa. Quan chức tỉnh Bình Thuận đối với sự dự án sân gôn Phan Thiết cũng vậy, có vẻ ngây ngô nhưng không biết gì. Giải quyết công việc theo hướng tạo ra đã rồi và xử lý vụ việc phát sinh, không thể nói là cán bộ quan chức thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm mà là sự đồng lõa đã được tính toán lên kế hoạch trước khi thực hiện chi tiết. Có thể đưa ra những dẫn chứng, Ngày 15 tháng 11 năm 2013, tỉnh Bình Thuận đồng ý chuyển nhượng sân gôn Phan Thiết cho dạng Đông, giấy chứng nhận đầu tư ghi rõ mục tiêu xây dựng và kinh doanh một sân gôn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngày 10... Ngày 2 tháng 12 năm 2013, Dạng Đông đề nghị Ủy ban dân tỉnh cho chuyển đổi đất sân gôn sang đất ở đô thị. Ngày 1 tháng 3 năm 2014, Dạng Đông thông báo chấm dứt hoạt động sân gôn từ ngày 1 tháng 4 năm 2014. Lãnh đạo tỉnh không có ý kiến gì. Ngày 5 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh có thông báo số 75 trên TB UBNG thống nhất với đề nghị của Giảng Đông. Trước sự phản ứng của hội viên Sân Gôn, ngày 15 tháng 3 năm 2014, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Thuận trả lời báo chí, việc chuyển đổi mới chỉ xin chủ trương từ Ủy ban dân tỉnh. Ủy ban dân tỉnh đề nghị tỉnh ủy xem xét rồi chuyển lên xin chủ trương của chính phủ Cả Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh ủy đều không quyết định được khi chủ trương được thông qua thì mới đến các bước điều chỉnh quy hoạch làm thủ tục chuyển đổi. Nếu phải xin chủ trương của chính phủ thì trong thời gian chờ trả lời của chính phủ, tỉnh Bình Thuận phải có ý kiến không cho phép dạng đồng đóng cửa sân gôn để bảo đảm quyền lợi hội viên và môi trường đầu tư lành mạnh. Trong khi chưa có ý kiến của chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát hành thông báo số 75 trên TB UBNG cho phép chuyển đổi mục đích sân gôn phan thiết sang dự án khu đô thị. Thông báo được gửi đến tất cả ban thường vụ cấp ủy Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các ban của tỉnh ủy, báo Bình Thuận đài phát hành truyền hình Bình Thuận và đề nghị thường trực Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết chỉ đạo tổ chức tuyên truyền cho nhân dân và đoàn viên, hội viên của đơn vị mình và địa phương biết để hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong xã hội về vấn đề trên. Thực tế đó chứng tỏ lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ngay từ đầu đã câu kết móc ngoặc cùng đồng lõa với chủ đầu tư là Nguyễn Văn Đông nhằm xóa bỏ sân gôn để lấy đất kinh doanh bất động sản giúp cho ông Nguyễn Văn Đông phân lô bán nền hơn 62 hecta đất đô thị, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã cố tình lướt qua, xem nhẹ nhiều trình tự thủ tục pháp lý dưới đây. Lãnh đạo Bình Thuận phá vỡ kỳ hoạch ngành lĩnh vực sân gôn, bỏ sân gôn Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân gôn Việt Nam đến năm 2020, thay đổi quy hoạch đô thị thành phố Phan Thiết với quy hoạch 60 hecta để phù hợp với chiến lược quả đấm thép của tỉnh Giang Đông. Trong khi vùng trung tâm của thành phố Phan Thiết rất thiếu đất để thể dục phục vụ cho thể dục thể thao, công viên cây xanh. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tự hủy bỏ quy hoạch số 201 số quy hoạch 2010-2020, kế hoạch sử dụng đất 2010-2015 mà Hội đồng nhân dân chính phủ đã phê duyệt trước đó khi đồng lõa chuyển đất sân gôn thành đất đô thị. Nhà nước giao đất cho dự án sân gôn Phan Thiết theo phương thức cho thuê đất 50 năm, trả tiền hàng năm với mục đích sử dụng đất để thể dục thể thao. Khi dự án đầu tư thay đổi mục đích sử dụng đất, tức là đương nhiên mất quyền sử dụng đất đã thuê. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân phải thực hiện thủ tục tiến hành thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giao cho theo phương thức đấu giá dự án, đấu giá quyền sử dụng đất. Một loạt các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ thể dục thể thao sang đất ở, chuyển từ cho thuê đất trả tiền hàng năm sang giao cho đất có thu tiền sử dụng đất, chuyển dự án Ocean Dunes Golf Club thành khu đô thị du lịch biển Phan Thiết giao cho công ty Golf và câu lạc bộ Golf Phan Thiết là chủ đầu tư và công ty Golf và câu lạc bộ Golf Phan Thiết đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn khu đô thị du lịch biển Phan Thiết là của ông Nguyễn Văn Đông 97% thực hiện rất nhanh không công khai và minh bạch. Cho thấy lãnh đạo Bình Thuận, người đại diện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tiến Phương đã bắt tay đồng lõa với Nguyễn Văn Đông phá bỏ quy hoạch giao đất không qua đấu thầu, định giá đất thấp cùng với quá nhiều cơ chế ưu đãi về đất. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới môi trường đầu tư gây bức xúc dư luận, bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư không tuân thủ quy luật kinh tế thị trường. Nếu lượng hóa thành tiền và ưu đãi đầu tư của các lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho phi vụ hồ biến 62 hecta đất sân gôn sang đất đô thị thì sẽ thấy tỉnh Bình Thuận chuyển qua tỉnh Giang Đông của Nguyễn Văn Đông số tiền cực khủng đó là thứ nhất không đấu giá quyền sử dụng đất mà áp giá quá thấp ngày 25 tháng 11 năm 2015 chủ tịch ủy ban dân tỉnh Bình Thuận có quyết định số 3371 trên quy đề UBNG về phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất cho 363.523 m2 với số tiền sử dụng đất là 9.306,8 tỷ đồng. Tức thu tiền sử dụng đất là 2.577 triệu đồng trên mét vuông. Trong khi giá đất ở khu vực này là 10 triệu đến 24 triệu đồng trên mét vuông. Như vậy là nhà đầu tư đã thu lợi ít nhất từ 2.695 tỷ đến 7.787,8 tỷ Việt Nam đồng. Còn nếu chỉ tính giá nhà nước theo quy định số 59 trên 2014 trên quy đề UBNG ngày 26 tháng 12 năm 2014, bảng giá của các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá đất nhà nước khu vực này từ 7,2 triệu đến 14 triệu đồng trên 1 mét vuông. Như vậy là nhà nước đã mất từ 1.681 tỷ đến 4.152 tỷ Việt Nam đồng. Thực tế là từ khi quy hoạch 1 trên 500 được duyệt phân lô bán nền với giá thấp 20 đến 30 triệu đồng trên 1 m2, có vị trí 68 đến 78 triệu đồng trên 1 m2, nếu tính thêm giá đất 7 block nhà cao tầng 20 đến 40 tầng sẽ tạo ra lợi nhuận gộp hàng chục ngàn tỷ Việt Nam đồng. Đồng thuận với quan điểm của Nguyễn Văn Đông, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận thực hiện cách ly người dân nghèo ra khỏi vùng dự án, đó là đã hoán đổi 20% 72.705 m2 đất ở của dự án để xây dựng nhà ở xã hội, vị trí khác và tạo điều kiện để cho Nguyễn Văn Đông mua lại. Giá mua lại tính theo giá nhà nước giai đoạn 1 tháng 1 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2019 sau khi hạ tầng hoàn chỉnh. Giá đất trục ven đường biển là 8,4 triệu đồng trên 1 mét vuông, 610,72 tỷ đồng. Giá đất đường Nguyễn Tất Thành là 11 triệu đồng trên 1 mét vuông, 799,75 tỷ Việt Nam đồng. Giá đất đường Tôn Đức Thắng là 14 triệu đồng trên 1 mét vuông, 1017,86 tỷ đồng. Còn nếu cho đấu giá theo giá thị trường bất động sản không dưới 1.200 tỷ Việt Nam đồng. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chuyển cho dạng đồng mua lại với giá 187,36 tỷ đồng tương đương với 2 triệu 577 nghìn đồng trên một mét vuông để kinh doanh thu lợi ít nhất là 423,4 tỷ Việt Nam đồng đến 830,5 tỷ Việt Nam đồng. Thứ ba, đề xuất Bộ Tài chính giãn nộp tiền sử dụng đất. Trong khi với người dân chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp thuế ngay mới được lấy sổ đỏ, thì lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ngày 22 tháng 12 năm 2015 có văn bản số 4677 trên UBNG DTHQ gửi cho Bộ Tài chính đề nghị giãn nộp tiền sử dụng đất 24 tháng đến hết năm 2017. Với số tiền sử dụng đất phải nộp là 936,8 tỷ đồng, tạm tính lãi suất vay đầu tư dự án bất động sản là 10,5% một năm, thì Giang Đông sẽ thu lợi nhờ không phải trả lãi vay hơn 98 tỷ đồng cho năm đầu tiên tính nhầm sơ ba khoản trên thì lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã vận dụng chính sách để biếu không cho anh hùng Nguyễn Văn Đông con số không dưới 6.000 tỷ Việt Nam đồng con số này chưa tính đến hiệu quả đầu tư và kinh doanh của dự án và phù hợp với khái toán để quyết định đầu tư sau chuyến đi nga vào đầu tháng 9 năm 2013 số tiền này chính là tiền lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Đông rút ruột từ tài nguyên đất đai của người dân Bình Thuận vì vậy, báo Nhân dân Điện tử ngày 22 tháng 7 năm 2014 viết chủ đầu tư thu về khoảng 7.400 tỷ đồng là hoàn toàn có cơ sở. Cán bộ quan chức tỉnh Bình Thuận không phải là ngu đần đến mức dạng đông đề xuất sao là chấp nhận ngay, mà ở đây nhờ chính sách nhân sự của đảng ở tỉnh dạng đông mà lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách thủ tục nhanh chóng để cho dạng đồng thực hiện dự án xẻ thịt sân gôn phan thiết nhanh nhất Đến nỗi ông Đinh Trung trong đơn phản ảnh về và đề nghị ngày 2 tháng 1 năm 2019 đã viết Đây là cách làm không bình thường là quy trình ngược với mục đích động cơ không trong sáng và lành mạnh Gái có công chồng chẳng phụ Con số hơn 6.000 tỷ mà lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Đông rút ruột từ tài nguyên đất đai của Bình Thuận Được tưởng thưởng xứng đáng cho những cán bộ quan chức tham gia bảo kê ủng hộ dự án ngân sách và tài nguyên tỉnh Bình Thuận của chuyển qua tỉnh Giảng Đông thì mới có thể có thể chi phí cho những chuyến du lịch nước ngoài của quan chức và vợ, những biệt thự hàng triệu đô la, những phong bì quà tặng mà đơn vị tính là tỷ đồng. Chính vì lợi ích vật chất quá lớn mà lãnh đạo tỉnh Bình Thuận huy động cả hệ thống chính trị, chỉ đạo, tổ chức truyền tuyên truyền cho nhân dân và đoàn viên hội viên của đơn vị mình và địa phương biết để hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong xã hội về vấn đề trên, theo thông báo số 75 trên TBUBNZ ngày 5 tháng 3 năm 2014, rồi từ đó khẳng định là có sự đồng thuận của nhân dân. Có cựu chiến binh VMT đã cực lực phản đối ông Phó Bí Thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng khi tiếp xúc cử tri. Sự đồng thuận của nhân dân là dựa trên cơ sở khoa học nào? Có biên bản cuộc họp tổ dân phố thôn chưa? Có trưng cầu dân ý không? Chỉ vài ba người lên sóng truyền hình báo địa phương rồi nói chủ trương cho phép dạng đồng chuyển đất ở đô thị là sự đồng thuận của nhân dân. Tôi cho là mỹ dân. Không, nhân dân nào đồng ý chuyển 62 hecta đất công thành đất tư và cũng không nhân dân nào đồng thuận để nhóm lợi ích chiếm đoạt tài nguyên đất hơn 6.000 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận không thể xẻ thịt sân gôn phan thiết được nếu không có sự chấp thuận từ người đứng đầu. Đó là những thủ tục không phải ai cũng chạy được để có được một khu đô thị 62 hecta tại trung tâm một thành phố loại 2. Chính bà X Nguyễn Tân Dũng nói chung và Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Đông xẻ thịt một sân golf 62 hecta đẹp nhất Đông Nam Á để phân lô bán nền một cách ngoạn mục. Hiếm có dự án khu đô thị trung tâm thành phố loại 2 nào của Việt Nam với quy mô 62 ha mà ngày 26 tháng 5 năm 2014 còn là quy hoạch của một sân gôn theo quyết định số 795 trên quy đề TGG với mục đích sử dụng đất là đất thể dục thể thao. Vậy mà hơn 18 tháng sau, đầu năm 2016 đã thành thủ tục để giao bán nền. Người mua nộp tiền góp vốn dự án phố biển dạng đông Rõ ràng là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng thực hiện đúng lời hứa nếu sau này có gì cứ ra gặp trực tiếp Thủ tướng. Từ cuộc gặp riêng ở khách sạn Si ngày 19 tháng 2 năm 2013 với Nguyễn Văn Đông. Cho nên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao thanh tra chính phủ kiểm tra xác định làm rõ các sai phạm trong quá trình chuyển đổi sân gôn thành khu đô thị chỉ ở phạm vi tỉnh Bình Thuận thì không thể đưa bản chất gốc rễ của vấn đề để giải quyết triệt để mà đồng thời phải làm rõ các sai phạm của chính phủ và các bộ của nhiệm kỳ trước, nhiều chủ trương đưa quyết định rất không bình thường. Văn bản số 2117 trên TTG KTN ngày 28 tháng 10 năm 2014 đồng ý đưa sân golf Phan Thiết ra khỏi quy hoạch đã phủ nhận quyết định Trước đó 7 tháng là sân gôn Phan Thiết vẫn còn trong quy hoạch ngành lĩnh vực kinh tế đến năm 2020. Thứ hai, đồng ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm, năm kỳ đầu 2011 đến 2015 tỉnh Bình Thuận mà chính phủ ký trước đó không lâu trong nghị quyết số 59 trên NQCP ngày 4 tháng 5 năm 2013. Thứ ba, đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng đất thể dục thể thao sang đất ở đô thị trong khi mới cuối năm 2013 quyết định quy hoạch xây dựng đô thị đất đai thành phố Phan Thiết để đất thể dục thể thao rất thấp năm 2010 là 98,41 hecta tỷ lệ 0,48% nhu cầu phải tăng liên tục đến năm 2020 là 571 hecta tỷ lệ 2,76% thứ tư rất nhanh chóng có ý kiến đồng tình quy hoạch khu đô thị 62 ha và ý kiến chấp thuận đầu tư dự án xây dựng khu đô thị 62 ha do Nguyễn Văn Đông làm chủ đầu tư. Thứ năm, cho phép tỉnh Bình Thuận nghiên cứu để điều chỉnh lại quy hoạch quỹ đất ở thành cho xây dựng nhà ở xã hội sang vị trí khác phù hợp với trong thành phố Phan Thiết với diện tích tương đương 20% quỹ đất trong khu dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Đông chiếm đoạt thêm hàng ngàn tỷ đồng bằng văn bản số 906BXGQLN. Chính phủ nhiệm kỳ trước điều hành kinh tế vĩ mô theo cơ chế xin cho, chạy trọt, tự phá vỡ quy hoạch không minh bạch thông tin quy hoạch dự án đã tạo cơ hội cho anh hùng Nguyễn Văn Đông ở Bình Thuận nói riêng và nhiều đại gia khác ở trên cả nước chiếm đoạt tài nguyên quốc gia. Tất nhiên những quan chức tạo cơ hội thực hiện không thể không biết và cũng không để cho các đại gia được hưởng chọn. Nói về vi phi vụ xẻ thịt sân gôn phan thiết, xin đưa một dẫn chứng về sự khuất tất của chính phủ. Ngày 6 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Bà Ích Nguyễn Đơn Dũng ký quyết định số 795 trên quy đề TDG điều chỉnh bổ sung danh mục sân gôn dự kiến phát triển đến năm 2020. Theo đó, kỳ hoạch ngành lĩnh vực sân gôn, chính phủ vẫn giữ sân gôn Phan Thiết trong danh mục phát triển đến năm 2020. Đồng thời quyết định này dựa được công bố công khai. Đến ngày 8 tháng 10 năm 2014, một phó thủ tướng ký công văn số 2117 trên TTG KTL, đồng ý đưa sân gôn Phan Thiết ra khỏi quy hoạch sân gôn Việt Nam đến năm 2020. Công văn này không công bố công khai, chẳng khác gì đóng dấu mật như vụ Mobile Phone mua AVG. Đến khi báo chí vào cuộc mới biết sân gôn Phan Thiết đã âm thầm rút ra khỏi quy hoạch rồi. Có hai vấn đề và một chính phủ minh bạch cần phải trả lời. Thứ nhất, công văn của ông Phó Thủ tướng ký dạng trao đổi giải quyết công việc nhưng lại điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, một văn bản liên quan đến quy hoạch của một ngành kinh tế nhưng lại không công bố, chỉ lưu hành nội bộ. Trong khi các văn bản tiền kề trước đó sau đó có ký hiệu TTGKTN tức là ký thay của nguyên thủ tướng được phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ký đều công bố lên cổng thông tin chính phủ dẫn chứng cụ thể trước sức ép liên tục bằng đơn thư khiếu nại của cán bộ hưu trí đảng viên cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận thanh tra chính phủ đã thanh tra và báo cáo chính phủ kết quả vào tháng 6 năm 2019 không đồng tình với kết luận của thanh tra chính phủ ông Đinh Trung tiếp tục gửi đồ gửi đơn thư tố cáo tới lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước buộc lần thứ hai Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phải giao cho thanh tra chính phủ kiểm tra xác minh làm rõ các sai phạm trong quá trình chuyển đổi đất đai xây dựng sân gôn thành khu du lịch biển Phan Thiết, báo cáo kết quả trong tháng 6 năm 2020 tới đây. Thanh tra lần hai tại Bình Thuận để làm rõ các sai phạm và các khả năng tham nhũng của lãnh đạo tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân là cần thiết. Tuy nhiên, việc này mới chỉ là hớt phần ngọn mang tính dân túy xoa dịu bức xúc xã hội dư luận xã hội mà thôi. Bởi vì là thanh tra chính phủ không thể độc lập và không đủ thẩm quyền để điều tra toàn bộ dự án và những người cao hơn tổng thanh tra chính phủ đã tham gia vào dự án. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận không thể là dám làm sai phạm nếu không được bật đèn xanh từ những cấp thẩm quyền cao hơn. Tổng thanh tra chính phủ không thể kết luận ai động cơ mục đích đã chỉ đạo thực hiện các thủ tục đầy nghi vấn và khuất thất mang dấu hiệu của nhóm lợi ích trình bày ở phần trên. Cụ thể, Tổng thanh tra chính phủ không đủ thẩm quyền để kiến nghị kết luận. Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã làm người tử tế, nhưng còn ông Phó Thủ tướng nào ký chịu trách nhiệm khi phá vỡ kỳ hoạch chiến lược quốc gia, cư hoạch sân gôn, cư hoạch đất đai. Bây giờ ông ta làm gì? Phải xử lý như thế nào? Ông Bộ trưởng xây dựng chịu trách nhiệm gì khi hoán chuyển 20% đất nhà ở xã hội sang vị trí khác phù hợp? Với lý do nếu bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội sẽ có chênh lệch rất lớn Tạo ra phân tầng xã hội trực diện Nhằm cách ly người nghèo ra khỏi khu đô thị cao cấp Để Nguyễn Văn Đông hưởng lợi thêm ngàn tỷ Vậy nay Ông lên Phó Thủ tướng Thì Tổng Thanh tra Chính phủ làm gì được Và thậm chí Ai là người đủ thẩm quyền Buộc báo chí không đưa tin Liên quan đến những khuất tất mờ ám Trong tiến trình xẻ thịt sân gôn phan thiết 4 năm trời 2015 đến 2018 Bài viết đang còn một phần nữa chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.